Chào anh em, đây là một cái hộp máy tính bàn, một khay máy bộ thích hợp cho doanh nghiệp hoặc là gia đình làm muốn cái sự thiết kế nhỏ gọn. Đây là dòng máy chạm của HP. Mình xin bóc zin cho nó luôn. Như các dòng máy bộ khác, chúng ta sẽ có bàn phím. Bàn phím của nó thì cũng bình thường thôi, nhìn những cái bàn phím cách đây mười mấy năm vậy. Bên đây chúng ta sẽ có một cái hộp, không biết là hộp gì đây, rất là to nhưng mà bên trong là rỗng, cho mình đoán là trong này là có dinh. Ok, cuộn và chuột, và cái chuẩn cắm của nó là cái chuẩn đầu to dành cho thị trường Hồng Kông hay sao đấy. Mở qua bên và đến với cái máy của chúng ta. Cái máy này nó đặc biệt ở chỗ là nó rất nhỏ gọn và rất nhẹ nha. Đây là dòng máy tính nhỏ gọn, chúng ta có thể để lên bàn, phù hợp làm việc văn phòng, nhìn nó cực kỳ là sang trọng, với mà kết hợp giữa màu trắng và màu đen và các họa tiết làm sọc chéo như thế này. Máy vẫn đủ các kết nối từ USB đằng trước, cổng tai nghe, ổ CD room, và phía mặt sau là chúng ta sẽ có tới 1 2 3 4 5 6 6 cổng USB, một cổng LAN, một cổng VGA và cổng DIP D-Box. Đây là nguồn, nó cực kỳ nhỏ gọn, và mình sẽ thử tháo nội thất bên trong nó như thế nào nhé. Chúng ta rút ra sau này để mở cái phần. Đây là nội thất của em nó. Thì ở phía đây chúng ta sẽ có một cái quạt lớn này, một quạt tản nhiệt khí. Với thiết kế khá là thông minh, khi mà hơi nóng nó sẽ hút vào đây và hơi nóng nó sẽ phả ra đây để làm mát cho CPU. Phía đây chúng ta sẽ được sắp xếp linh kiện khá gọn gàng. Ở đây là ổ cứng này, ở đây ổ serum, và ổ serum này là dùng chung với ổ serum của laptop, nó rất là mỏng nhẹ, và các module ở đây được thiết kế là rút. Đây, đặc trưng của các dòng máy bộ HP là sẽ rút, và những dây dọ ở đây này đi nó khá là gọn gàng. Ở phía đây chúng ta sẽ có hai khe cắm RAM, và họ đang lắp một khe, và nếu muốn nâng cấp chúng ta sẽ lắp thêm một thanh RAM ở đây nữa. Và RAM ở đây là hình như sử dụng DDR4. Chip main của nó hoàn toàn là nhỏ nhắn. Đó. Rất nhỏ nhắn. Và cái điều mà sử dụng máy bộ này chúng ta là ngại là khi nào mà hết hạn bảo hành hoặc xảy ra sự cố thì chúng ta không biết là sửa như thế nào và sửa đâu, và chi phí thay thế là linh kiện khá là mắc. Đó, và nguồn chúng ta này, nguồn đặc trưng luôn, nhỏ, để nhét vừa cái khay này. Và hiệu năng hoạt động của những chiếc máy này thì nó không khác gì những chiếc khay to đùng, và diện tích của nó khá là nhỏ và dễ thương. Và bây giờ mình sẽ thử bật chiếc máy này lên. Chiếc máy được tích hợp một chiếc loa với công suất khoảng 3W bên trong máy, cho nên chúng ta có thể nghe nhạc không cần phải cắm loa ngoài. Nhưng với công suất 3W và dường như nghe là có thấy tiếng nhưng mà không nghe thấy bass. Mình đã kiểm tra phần cấu hình của con máy này. Nó sử dụng chip Kabelec mới nhất, Core i3 mã 7001, và RAM của nó là 4GB. Nó sử dụng chip mới nhất, cho nên là cái cả màn hình của nó sẽ là graphics 630, và cả màn hình dung lượng là 2GB, đang chạy trên một cái màn hình QBUP độ phân giải trí HD thôi, 1366x768. Chiếc máy này cấu hình của nó đủ để dùng văn phòng, và đối với những người nào mà không có nhu cầu quá mạnh về cấu hình, như là các doanh nghiệp để sử dụng văn phòng, hoặc là cần sự gọn nhẹ, đẹp và nó không chiếm nhiều diện tích, ổn định, thì sẽ sử dụng những cái dòng này. Và giá thành của nó thì chắc chắn sẽ cao hơn so với những cái máy mà chúng ta đã ráp trên thị trường, tự mua linh kiện về ráp, nhưng mà nó đổi lại, đánh đổi lại sẽ là có sự ổn định.
Nếu các bạn thấy hay hãy like và share clip của mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại.